Chúc con tuổi mới hay ăn chóng lớn nhá. Chắc chỉ có 50.000 thôi à? Mời các chú vào đây ngồi. Dạ, sếp ạ. Năm khách Tết đến, bọn em có chút quà mang đến biếu sếp ạ. Thôi được rồi, các chú khách sáo quá, đến chơi với chị là quý rồi. Có gì đâu ạ. Thế các chú ngồi đây nhá, chờ chị vào pha ấm trà nhá. Dạ vâng ạ. Con gái. Con trai chú ạ. Con gái, xinh quá. Lại đây chú có quà. Chú tặng con cái lì xì để chúc cho con sang năm mới học thật giỏi và hay ăn chóng lớn, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Của chú cũng có đây. Chúc con tuổi mới hay ăn chóng lớn nhá. Con cảm ơn chú. Con gái chị hoàn hóa, càng lớn càng xinh à, em nhìn nó càng ngày càng dung. Chắc chỉ có 50.000 thôi à? Ngọc. Thôi chị không sao đâu, trẻ con đi mà. Ngọc, mẹ yêu cầu con nhé, từ lần sau bất cứ ai lì xì cho con cũng không được phép mở lì xì trước mặt mọi người như thế nhé. Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, tại sao ban nãy con lại làm như thế trước mặt đồng nghiệp của mẹ? Vâng, nhưng mà có sao đâu hả mẹ, mấy đứa bạn con vẫn làm như thế mà. Con bé này, càng lớn càng khó bảo. Con có bao nhiêu tiền lì xì con đưa đây cho mẹ để mẹ mua quần áo sách vở cho con. Không, đây là tiền lì xì con mà. Sao mẹ lại nói vô lý như thế được? Con không cho đâu. Trước khi có lì xì, mẹ vẫn mua quần áo, sẽ phải cho con bình thường thế. Con bé này, càng lớn càng ương bướng. Là cha, là mẹ thì ai cũng yêu con, thương con. Nhưng thông điệp của chúng ta dành cho con chưa chắc đã đúng. Hành vi xấu của đứa trẻ vô tình kích hoạt nỗi sợ hãi bên trong của cha mẹ. Chúng ta sợ hàng xóm nói, sợ đồng nghiệp bàn tán về con của mình, nên chúng ta hành xử chưa đúng đắn với con của mình. Ta quát nạt, đổ lỗi, trách mắng. Tuy nhiên, con càng ngày càng hư nhiều hơn, bướng bỉnh nhiều hơn. Thực ra vấn đề không phải ở con đâu, mà vấn đề đang nằm trong chính chúng ta. Con người thực sự bên trong con rất tuyệt vời, đầy tài năng và bản lĩnh. Nhưng bởi vì chúng ta quá bận bịu nên chúng ta không để ý đến những nhu cầu thật sự của con, và sẽ làm cho các con bị tổn thương. Con cảm thấy buồn chán, cô đơn, thất vọng, nên con sẽ có những cái hành xử cáu gắt, bực bội, cãi lại bố mẹ, hư, láo hay là bướng bỉnh. Chúng ta phải biết rằng những hành vi đó không phải là con người đích thực của con. Nên có một hành trình tuyệt vời dành cho các anh chị mang tên Cha mẹ thông thái giúp con thành tài. Ở đó, cô Lanh sẽ giúp các anh chị nhìn nhận những cái điều tuyệt vời ở bên trong con, cũng nhìn nhận lại cái sự tổn thương và những vấn đề ở bên trong mình, để mà mình có thể giúp con sống cuộc đời của chính con. Và vì vậy, chỉ cần bấm vào đường link phía dưới đăng ký hành trình hoàn toàn miễn phí Cha mẹ thông thái giúp con thành tài. Hẹn gặp lại các anh chị trong hành trình tuyệt vời Cha mẹ thông thái giúp con thành tài. Xin chào.